Xin kính chào quý anh chị. Hiện tại trên màn hình của chúng ta đây là toàn cảnh khu vực Đại Phước, khu vực chợ Đại Phước, và những cái phía bên dưới đó là dự án Đại Phước Center City 2 mà Kim Oanh Group đã phân phối và hợp tác đầu tư với công ty cổ phần Nhơn Thành. Góc bên tay trái của quý anh chị đó là đường Lý Thái Tổ, đường DT769. Từ vị trí này chúng ta di chuyển về phà Cát Lái khoảng 2 km quý chị ha. Dự án Đại Phước Center City 2 có 3 lốc quý chị. Đếm từ phía bên tay trái đó, 1 lốc và 2 lốc, 3 lốc như phía bên dưới chúng ta. Như quý chị đã quan sát thấy, hiện tại thì dự án đã được người dân vô xây nhà. Đây là góc quay từ đường Lý Thái Tổ quý chị ha, bay vô. Đó, quý chị thấy 3 lốc rõ rệt, và là những căn nhà đầu hoàn thiện và cư dân đã vô địa ở rồi. Dân cư xung quanh rất là đông đúc. Dự án có quy mô hơn 2 hecta của chị ha, với 158 sản phẩm. Và hiện tại cái mức giá mà ngày xưa bán từ 870 triệu đến 1,5 tỷ quý chị, đối với sản phẩm mặt tiền Lý Thái Tổ thì hiện tại giá dao động từ khoảng 2,3 tỷ đến 6 tỷ quý chị ha. Chúng ta đang di chuyển ngay cái trục đường giáp ranh giữa khu vực khu dân cư bên chợ Đại Phước và dự án Đại Phước Center City 2. Và chúng ta đang di chuyển trên trục đường nội khu của dự án Center City 2 nha quý anh chị. Chúng ta đang di chuyển trong trục đường nội khu ra đường Lý Thái Tổ, hay còn được gọi là đường DT769. Nếu quý anh chị đây, phía trước đây là đường DT769, quý anh chị quẹo tay phải thì sẽ đi về và Cát Lái, và chúng ta quẹo tay trái. Đây là mặt tiền của dự án Đại Phước Center City 2. Như quý anh chị thấy dân cư ở đông đúc ha. Đây phía bên tay phải của quý anh chị đây là chợ Đại Phước. Cảm ơn quý anh chị đã xem video nhé. Nếu thích video thì đừng quên cho Huy một like. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.